Đó, mình dính vô cơ cắn, tách cơ cắn này. Đó, cơ cắn vô cái u này. Nó chui vô trong cái cơ cắn, mình tách cái cơ cắn ra. Đó, thấy không? Mình đi rất là gọn, đi sát u luôn. Toàn bộ u. Đó, đi nè. Đó, thấy không? Đi sát không? Thấy không? Cơ này, cái cơ này. Thấy không? Mình đi rất ok, sát u, lấy trọn u luôn á. Đó, thấy không? Bứng ngón này. Đó, qua đây nè. Đó, thấy không? Nó đi rất là tuyệt vời. Đó, lần đầu tiên chúng ta đi. Có góng gì không? Không có phải không? Không mở đúng không? Ừ, gần ra đây nè. Biểu lên cái đó. Đó, nó tách trong cái cơ ra. Nó dính vô khu đó, khu vô nè. Tuyệt vời không? Ồ. Lốp mà luôn, nhẹ nhàng liền. Thì qua nhiên nè, xẹp liền nè. U nè. Phần gì gọn mềm nè. Thấy không? Tôi hỏi anh thì nói sao? Thật sự thì tôi rất tin bác sĩ Dung. Giờ bác sĩ Dung quyết thế nào tôi sẽ làm đó. Nhưng mà trong tâm tôi vẫn muốn mổ. Tại vì gương mặt này đi khám bệnh nhân rất là kỳ, rất khó chịu. Mình là bác sĩ, mình đi khám mà có một khối u mặt à. Và tôi nói là thôi được rồi, tôi sẽ mổ cho anh với một phương pháp khác hoàn toàn. Thay vì mổ một khối u ngoài mặt, anh đi cắt ngoài toàn vùng má này, chắc chắn anh giỏi cỡ nào anh cứ đụng chạm về thần kinh à. Vì tôi là một dân mổ hàm mặt rất nhiều, thì tôi mổ từ trong miệng mổ ra. Vì khi khám và đọc MRI lại thì cái u xâm lấn từ vùng má vô thẳng tới sát niêm mạc phía trong. Và tôi sờ ở trong thấy cái u sát niêm mạc. Như vậy tại sao chúng ta không đi từ vùng trong ra, đi từ cái ngọn? Và tôi nói à, tôi sẽ đi từ cái ngọn ra, tôi sẽ bóc tách từng vô khối u anh để giải quyết được một phần nào hay phần đó. Và có thể khi vào đó cái mô sơ hoặc một cái vùng trống nào đó, đôi khi kết hợp chúng ta tiêm sơ vẫn được. Nhưng mà chúng ta phải thấy cụ thể, còn làm mù chúng ta rất là khó. Thì hiện tại sau khi mổ xong thì bệnh nhân rất ổn định. U vùng má sẽ nhỏ hoàn toàn, không thấy sẹo gì phía trước hết, vì nó cắt hoàn toàn phía trong, tách sâu, tách ra ngoài sạch hết. Đó. Thì tình trạng về thẩm mỹ rất tốt. Và bệnh nhân hoàn toàn bình thường, ăn uống, nói chuyện bình thường. Thì tôi có quay hết clip này và gửi cho anh bạn này và bác sĩ này sẽ coi. Và anh thực sự là anh rất là hạnh phúc. Và qua đây thì mình thấy mình cũng rất thực sự hạnh phúc. Đây là mình làm giống như cái lời hứa mà làm thẩm mỹ điều trị, chứ không phải là thẩm mỹ đơn thuần như vậy.